Xong rồi thì vô làm cái login code hai cho thầy nhớ nha. Bữa nay chúng ta chỉ làm login code thôi. Và vô làm login code hai cái câu 1, câu 2 được không? Sau đó chuyển qua làm login code nhanh đi vô B câu 1, câu 2, câu 3 được chưa? Rồi, bây giờ á là đã học tới đó là thứ hai rồi, bây giờ nhiệm vụ tự đọc đề, tự hiểu cái đề nó nói gì không? Đọc cái ví dụ coi chứ không thôi practice đi, chứ không thôi mai mốt vô trong thi cử ai đâu mà đọc cái đề cho mấy đứa nghe không? Rồi không, câu này câu 1 được chưa, đọc đề nè. Câu 1 nó cho có cái expression nè đúng không, nó cho một cái lớp SV. Trong nó có cái 5 cái lớp được thừa kế từ lớp SV đó, bao gồm binary nè, rồi unary nè, init, float, public, được không? Rồi nó cho một cái khung của cái lớp static check đúng không nhỉ? Nó kêu là hãy viết lại cái thân của cái hàm trong cái static check đó để cho nó có thể check được những cái type constraint là những cái gì ràng buộc về kiểu không? Trong đó người ta liệt kê có 4 ràng buộc về kiểu. Thứ nhất là ràng buộc thứ nhất là gì? Nếu nó có chứa dấu cộng, dấu trừ, dấu nhân thì nó chỉ chấp nhận được là cái toán hàng của nó là kiểu in hoặc kiểu float. Và nó sẽ trả về kiểu float nếu trong một trong hai thằng đó là kiểu in hoặc kiểu float. Còn ngược lại thì nó sẽ trả về kiểu in. Dấu chia không thì chấp nhận kiểu in với kiểu float không? Và nó luôn luôn lúc nào trả về kiểu float. Dấu chấm than, dấu và, rồi dấu sổ, dấu mặt đó. Được chưa? Vậy nó chấp nhận kiểu bool và trả về kiểu bool. Cuối cùng là các dấu so sánh nó lớn hơn, bé hơn, dấu bằng, dấu khác thì chấp nhận bất kỳ kiểu nào nhưng phải có cùng kiểu, đúng không? Và trả về kiểu bool. Nếu mà các biểu thức đó mà không có thỏa mãn những cái ràng buộc về kiểu á thì cái static check nó phải raise lên cái lỗi là time mismatch expression với cái biểu thức bị lỗi. Không, với cái biểu thức bị lỗi. Đó. Thì người ta lấy ví dụ như sau nè. Một cái binary nó sử dụng dấu cộng. Toán tử bên trái của nó là init 3, toán tử bên phải của nó là init 2. Đúng không? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là dấu cộng thì chấp nhận kiểu in với kiểu gì? Kiểu float. Init là kiểu gì? Kiểu gì? Kiểu in. Mà bullet là kiểu gì? Kiểu bool, đúng không? Có một trong hai thằng không phải là kiểu in với kiểu float mà là kiểu bool, cho nên cái chỗ này nó bị lỗi time mismatch in expression, hiểu chưa? Hiểu không? Đó thì nhiệm vụ của chúng ta là biết làm sao để cho nó bắt được cái lỗi đó. Đó đó, bắt được cái lỗi đó. Đó cái điểm quan trọng của cái đề này á là nó cứ nói về kiểu nó kiểu in kiểu float và trả ra kiểu in với kiểu float. Nhưng từ đầu cái đề nó không có nói gì về kiểu, chứ mấy ngày đâu có kiểu phải kiểu đâu, mấy ngày là biểu thức mà, đúng không? Được chưa? Hiểu vấn đề không? Nó không, mặc dù nó đề cập là trả về kiểu hay là kiểm tra kiểu, nhưng nó không nói kiểu là cái gì hết. Nó không hề nói kiểu là cái gì hết, được không? Đó, cái vấn đề ở chỗ của đề này là vậy đó. Như vậy thì sao? Giải quyết như thế nào? Như vậy thì nếu mà cái đề nó không có nói gì hết á thì thật ra vừa khó mà cũng vừa dễ. Khó là nếu ai không hiểu thì không hiểu luôn à. Còn dễ là nếu ai hiểu rồi á thì cái gì mà người ta cũng nói á thì mình tự quy định. Không, mình tự quy định. Mình tự quy định cái kiểu là cái gì. Mình có thể quy định một cái bộ. Không, giả sử số 1 đại diện cho kiểu in. Không, cho nên là lúc nào người ta nói là trả về kiểu in tức là return 1. Hiểu không? Trả về kiểu float tức là return 2, nếu chúng ta lấy số 2 đại diện cho kiểu float. Trả về kiểu, trả về bool tức là return 3, nếu 3 đại diện cho kiểu bool. Hiểu không? Đó. Như vậy thì nếu mà ta không nói gì thì rất là khỏe, là người ta không nói gì thì mình tự quy định. Và lúc đó mình muốn quy định cái gì quy định. Hiểu không? Mình muốn quy định cái gì quy định. Bây giờ mình sẽ quy định là số 1, 2, 3 đại diện cho kiểu in, kiểu float và kiểu bool. Được không? Được chưa? Rồi, nếu chúng ta đã có quy định đó rồi thì bây giờ chúng ta mới code được. Chứ nếu chúng ta chưa có quy định đó là chúng ta không thể nào chúng ta code luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta mới cất đi cái đoạn này xuống dưới đây chúng ta code. Rồi, thế
theo quy tắc viết từ dưới lên thì mấy bạn sẽ thấy được rằng á là inlet là hàng nguyên, thì hàng nguyên chắc chắn là kiểu nguyên, đúng không? Không có nói gì cho hàng nguyên chắc chắn phải là kiểu nguyên, đúng chưa? Cho nên chỗ này phải rì thấp vậy, rì thấp vậy theo cái quy định nãy chúng ta đã rì thấp vậy, rì thấp một dạ. Rồi flop list theo cái quy định nãy của chúng ta thì flop list rì thấp mấy? Rì thấp mấy? Rì thấp hai, đúng chưa? Còn full list rì thấp mấy? Rì thấp mấy? Ba, đúng không? Tại vì cái quy định là một tức nghĩa là kiểu flop, mà hai ở lộn, một là kiểu in, hai là kiểu flop, ba là kiểu full. Đã quy định gì rồi đó đó, giống như là thấy đi bạn đi code mà các bạn hack code chứ, đúng không? Đó, không biết gõ gì, gõ chín hồi lúc mà lập trình đâu thì họ học kỹ thuật lập trình là cái đó thường xuyên mở code ra thấy nào cũng thấy, đúng chưa? Không biết là gì gõ chín vô chọn vậy đó đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ cho các bạn thấy không, người ta không nói gì chờ thì mình cũng có thể hack code vô vậy đó. Rồi bây giờ tới binary up no bin up thì chúng ta có được á là bin up á thì nó bao gồm ba thành phần, thứ nhất là một cái up, thứ hai là e1, thứ hai là e2, được chưa? Rồi e1 e2 là hai cái tách ngang bên trái và bên phải. Đó. Rồi, thì hai cái thằng đó là hai cái expression. Mà đã là hai cái expression á thì nó có thể là năm bất kỳ trong năm cái thằng này, đúng không? Mà đã là bất kỳ trong năm thằng này á thì không biết chắc nó là gì hết. Mà khi không biết chắc nó là gì hết thì phải làm sao? Phải reason, đúng không? Không biết chắc cái gì hết thì reason. Cho nên chúng ta có là set.reason. Đúng chưa? CTF.E1 O CTF.VISIT CTF.E2 O. Được chưa? Rồi, như vậy thì theo mấy bạn á, theo mấy bạn trong trường hợp cái ví dụ này thì CTF.VISIT E1 O trả ra cái gì? Trả ra 1. Tại vì E1 nó là inlet 3, mà inlet 3 thì return 1, thấy không? Revision inlet 3 là sẽ return 1, thấy chưa? Cho nên trả này trả về số 1. Còn thằng này trả về số mấy? Số 3. Đúng chưa? Thằng này trả về số 3, thấy chưa? Như vậy thì từ đây trở đi nhá, nhớ cho thầy một cái chuyện. Trong bài tập lớn số 3 và bài tập lớn số 4 á, thấy chưa? Thì cứ visit các expression á, visit các expression là phải trả về cái kiểu tương ứng của cái expression đó, nhớ chưa? Trả về kiểu tương ứng của cái expression đó, nhớ chưa? Trong bài tập lớn số 3 và tập lớn số 4. Còn cái kiểu expression thì dĩ nhiên nhớ nó trong quy định, nhớ chưa? Đó E1T E2T không, lấy hai cái biến này để nhận lại, được chưa? Để giữ lại. Rồi bây giờ chúng ta mới đặt tả cái ràng buộc nè. Bây giờ người ta nói là nếu cái ớt của chúng ta là dùng cộng dấu trừ dấu nhân, đúng không? Nếu cái ớt là dấu cộng dấu trừ dấu nhân, được chưa? Thì sao? Thì một trong thì hai thằng đó đó phải là kiểu in với kiểu flop, không được phép là kiểu full, đúng không? Không được phép là kiểu full, tức nghĩa là nếu mà E1T mà trả về số 3, đúng không? Hoặc E2T trả về số 3 là lỗi, không là lỗi. Mà đã là lỗi thì sao? Raise the time mismatch in expression. À, hai bên mấy cái số sản. Được chưa?
kèm với cái CT tức nghĩa là biểu thức bị lỗi, được không? Rồi tiếp, người ta còn nói gì nữa? Nó sẽ trả về kiểu plot tức nghĩa là return hai trong trường hợp một trong hai thằng là kiểu plot. Như vậy thì chúng ta có là nếu E1T là số 2 hoặc E2T là số 2 thì sao? Return plot nghĩa là return số 2. Đúng chưa? Còn ngược lại thì là return 1. Hiểu không? Return là in tức là return 1. Được chưa? Đã đây hiểu không? Hiểu chưa? Rồi tiếp. Họ khỏi nói video ở dưới nghe không? Nghe không? Rồi nói video là còn có ngón tay một người chọn không? Rồi nếu mà là dấu chia thì sao? Người ta nói là gì? Nó cũng chỉ chấp nhận kiểu in với kiểu plot thôi, không chấp nhận kiểu bool. Cho nên chúng ta có thể copy cái dòng số 9 với dòng số 10 xuống, được chưa? Nhưng mà lưu ý rằng là trong mọi trường hợp nó đều return gì? Return plot tức là return 2, đúng không? Return plot, được chưa? Như vậy thì hiểu lý do tại sao mà sin còn cộng 1 chia 2 bằng 0 không? Hiểu không? Tại vì nó kiểm tra giống như thằng cộng với dấu cộng, dấu trừ, dấu nhân, đúng không? Là kiểm tra nếu có hai thằng mà kiểu in là nó sẽ trả về kiểu in. Được chưa? Vì cái lý do đó cho nên thằng sin còn cộng 1 chia 2 mới ra không. Được chưa? Còn nếu mà chỗ này mà return 2, return kiểu float thì chắc chắn là nó sẽ ra float. Hiểu không? Được chưa? Rồi thầy đặt tả cho hai cái thôi nha, và hai cái còn lại ngồi tự đặt tả, và cái unary nữa ngồi đặt tả đi. Rồi nhưng mà nhìn cái code này nó ngứa ngứa không sao, nhìn nó không có chuyên nghiệp cho lắm, đúng không? Nó có số 1, 2, 3 nó không được chuyên nghiệp cho lắm, được chưa? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ sửa cho nó chuyên nghiệp. Có hai lý do ha, một là sửa là cho nó nhìn cho nó chuyên nghiệp. Cái thứ hai là trong cái assignment số 4 á thì chỗ này là một trong những chỗ thầy đã viết sẵn nha mấy bạn rồi, được chưa? Mấy bạn phải theo cái format của thầy thì mấy bạn mới có thể làm tiếp được. Cho nên là chúng ta sẽ theo cái cách làm của assignment số 4 mà thầy viết sẵn nha. Đó là 1, 2, 3 nãy chúng ta quy định được, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng có thể quy định trả về một đối tượng thuộc cái lớp nào đó. Thì mấy bạn sẽ thấy là trong các đề bài kia thì nó sẽ có cái thằng, nó có cái thằng nữa, đúng không? Nó có cái thằng, ví dụ như là nó sẽ có in thằng nè, rồi nó sẽ có là float thằng nè, rồi nó sẽ có bool thằng nè. Được chưa? Nó sẽ có bool thằng. Thì thay vì chúng ta trả về 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ trả là một đối tượng thuộc lớp in thằng. Được chưa? Rồi trả về một đối tượng thuộc lớp lớp 2 và trả về một đối tượng thuộc lớp bool 2. Đó. Nhìn vậy nó chuyên nghiệp hơn. Đúng chưa? Đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được rằng á là chỗ này nó sẽ trả về in 2, nó có đối tượng thuộc lớp in 2. Chỗ này nó trả về một đối tượng thuộc lớp bool 2. Được chưa? Rồi như vậy chỗ này á, chúng ta muốn kiểm tra nó bằng 3 thì cũng không kiểm tra được, không có thể kiểm tra là bằng in 2, không có kiểm tra vậy được, mà chúng ta phải kiểm tra là cái kiểu của cái E1T có phải là in, có phải là bool 2 hay không. Được chưa? Hay là cái kiểu của E2T có phải là bool 2 hay không. Được chưa? Được chưa? Thì chúng ta kiểm tra cái kiểu thì chúng ta có thể dùng hai hàm, một là hàm type hay là hàm instant. Được chưa? Đó. Rồi tương tự cho cái dưới ha, là chúng ta bằng 2, tức nghĩa là chúng ta kiểm tra với float type. Được chưa? Và chỗ này chúng ta sẽ trả về float type, chỗ này chúng ta sẽ trả về int type. Được chưa? Rồi chỗ này chúng ta cấp số,
Rồi chỗ này chúng ta trả về flop 2. Rồi. Hiểu không? Hiểu chưa? Nhìn nó chuyên nghiệp không? Được chưa? Rồi sửa lại cái bài của mình theo cái kiểu này cho thầy. Rồi nhìn cái bài này ha, thì trong program bây giờ ngoài cái instruction á, thì cái program nó bao gồm là một list của các bài mà tức là khai báo các biến gì đó rồi sau đó mới sử dụng. Thì vì nó có cái khai báo biến cho nên ở dưới nó có thêm một cái nữa, đó là cái thằng ID, một cái instruction tên là ID. Được chưa? Thì có khai báo biến thì sẽ có sử dụng thôi. Được chưa? Và người ta bổ sung thêm một cái đoạn cột, nó là gì? Cái kiểu của cái ID đó mình sẽ được suy ra từ các khai báo, ví dụ khai báo kiểu IA, đúng không? IA tức như là AQN. Thì trong một hồi á, ví dụ người ta có biểu thức A cộng 1 thì A chỗ đó chúng ta phải suy được nó là kiểu IN. Được chưa? Đó. Rồi. Tại vì trong ID thì nó chỉ có cái tên A thôi, nó không có cái kiểu. Được chưa? Và chúng ta phải kết hợp được những cái kiểu đó để chúng ta suy ra. Được chưa? Rồi nếu mà cái ID nó không có trong cái danh sách các khai báo thì cái lỗi tên là unclear identifier sẽ được quăng ra với cái tên của cái ID đó. Đó, đó. Thì người ta yêu cầu như vậy thôi. Ví dụ như là đây là trong chương trình ha, khai báo IX kiểu IN, được chưa? Rồi người ta có biểu thức như thế này. Đó, vậy cái biểu thức nó ra tiếng sẽ yêu cầu thì nó là IX cộng 3.4 tất cả nhân cho 3 lớn hơn 2.1. Được chưa? Thì do ít á nó được khai báo kiểu in cho nên chỗ này nó được suy diễn thành kiểu in, mà kiểu in thì dấu cộng nó chấp nhận cho nên ít cộng 3.4 là không bị lỗi. Nhưng mà dấu lớn hơn này nè thì trong theo rằng theo cái đề á, nó nói là cái dấu lớn hơn á thì nó có phải là bất kỳ kiểu nào nhưng mà hai thằng phải có cùng kiểu, nhưng mà rõ ràng thằng này là số 3 kiểu in, 2.1 và kiểu mod không cùng kiểu cho nên chỗ này nó bị lỗi và nó quăng ra cái lỗi tên là time mismatch exception, là cái biểu thức này là biểu thức bị lỗi. Biểu thức là 3 lớn hơn 2.1 là biểu thức bị lỗi. Thì giờ bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ phải xây dựng như thế nào đó. Thì giờ đặc biệt lúc này bây giờ nó có cái tên thì bây giờ phải xây dựng cái ô như thế nào đó để khi mà visit ID đó chúng ta phải tra ra được cái tên đó nó là kiểu gì. Được chưa? Tra ra được cái tên đó là kiểu gì. Vấn đề của chúng ta là lúc chúng ta học bài đem á thì mỗi lần mà chúng ta vision xong á thì chúng ta lấy cái tên ra để chúng ta nối với ô chứ chúng ta không phải lấy cái kiểu. Bữa đó chúng ta giả định là chúng ta bỏ cái kiểu qua, bỏ cái kiểu qua bên mà nhớ không? Đó. Vấn đề là bây giờ đó bữa hôm thì chúng ta bỏ qua nhưng bây giờ chúng ta phải gom vô. À mà phải gom sao nó tương ứng á. Gom là A, ví dụ A được khai báo viên thì phải gom vô A thì viên. B được khai báo nó thì B thì viên nó. Bây giờ làm sao để gom? Thì giờ vấn đề tổ chức cái ô á. Ờ, thầy đã nói rồi bài tập lớn số 23 chỉ khó là tổ chức cái ô. Được chưa? Đó. Thì bây giờ ha, nhìn cho kỹ ha, cái này nó không có gì hết. Nó không có block, nó không có stop gì hết. Cho nên rằng là cái ô chúng ta sử dụng một cái list thôi, chứ không cần phải sử dụng list lòng list, đúng không? Rồi, như vậy thì ta nhớ rằng một cái bar thì là một cái ba điện lạc một cái thì nó đã bao gồm cả tên và bao gồm cả kiểu tương ứng rồi, đúng chưa? Cho nên bây giờ ở lúc trước chúng ta rút cái tên ra để chúng ta cộng vô thì bây giờ chúng ta cộng luôn cả nguyên cái ba điện lạc vô, hiểu không? Tại vì nó vừa nó có hai thằng luôn mà nó cộng nguyên cái ba điện lạc vô luôn, hiểu chưa? Cho nên là chúng ta không có dòng này và do cái bài này nó không có bắt lỗi reading lạc nên là không có kiểm tra nha. Còn nếu mà nó có thì phải kiểm tra cái reading lạc, hiểu chưa? Rồi tiếp theo là cái visit ID là cái mới xuất hiện với mấy kia cũ đó là mấy kia đi trang ở trước copy copy b qua, thấy không? Lúc trước á thì chúng ta sử dụng cái tác từ in if cái status name chấm in o là xong, tại vì lúc đó chúng ta chỉ luôn có một cái name thôi mà mỗi phần tử cái list đó là một cái string, hiểu không? Một cái string cho nên rất là dễ dùng cái tác từ in là xong. Được chưa? Còn bây giờ mỗi cái phần tử của ô nó là một cái pha điện lạc. Được chưa? Nếu ta khai báo tiếng ít tiếng y thì nó có ba điện lạc ít, nó có ba điện lạc y. Cho nên lúc này bây giờ không sử dụng cái tiếng y được nữa, mà chúng ta phải chạy một cái phần for, đúng không? Đi vô,
gặp cái phần tử thứ nhất, lôi đầu cái nem ra coi dùng cái nem của tôi hay không, nếu không dùng thì đi tiếp đó, tới khi nào gặp trùng thì nha, tức nghĩa là hai cái bên trùng với nhau rồi thì chúng ta lấy cái gì, lấy cái thai của nó chúng ta trả ra, đúng không? Tại vì chúng ta đi dò cái thai của nó mà, đi dò thử coi là cái A nó được khai báo là kiểu gì, được chưa? Cái trong khi cái ô đó ra là đang chứa cái các khai báo, được chưa? Thì lúc đó chúng ta sẽ trả được khai báo. Còn nếu chúng ta đi qua hết tất cả các phần tử luôn mà không có phần tử nào nó trùng á, tức là chưa có return được, thì chúng ta sẽ trade lên cái lỗi vậy. Re-undeclared identifier, đúng không? Tức nghĩa là cái tên nó chưa có được khai báo, được không? Hiểu không? Rồi, đó. Còn mấy cái binary, unary, index có cái gì y chang các bạn chưa? Đó. Dĩ nhiên là y chang trên cái tinh thần là sử dụng cái cách thứ hai ha. Sử dụng cái cách in 2, cross 2, full 2 chứ không phải là sử dụng 1, 2, 3 nha. Rồi, làm rồi đi. Rồi xong rồi, không qua bài 3 nha. Qua bài Nemino B, bài 1. Bài Nemino B, bài 1. Bài đó là xứng đáng là đề thi cuối kỳ được á. Nếu bất ngờ mặc vô mà bài đó xứng đáng là bài đề thi cuối kỳ được á. Không, bài 1 trong OB á. Rồi, bài này nhìn cho kỹ ha. Chương trình bao gồm danh sách các khai báo. Mà danh sách các khai báo là danh sách các khai báo lớp, đúng chưa? Một cái khai báo lớp thì một cái khai báo lớp thì bao gồm cái tên tiếp theo là và list của các declare, list của các declare. Lưu ý ha, declare thì có hai loại declare, một là var declare, hai là func declare. Mà trong một cái lớp á thì var declare là tháo biến á thì thực ra là khai báo gì? Trong một cái lớp OB, trong một cái lớp OB thì bây giờ khai báo biến là khai báo gì? Khai báo thuộc tính, khai báo trường hoặc là gọi là khai báo attribute hoặc là field, đúng chưa? Còn khai báo hàm thì là khai báo gì? Là khai báo các method. Được chưa? Các lớp ở dưới thì tạm thời quan tâm, nó có thêm một cái lớp lạ nữa là lớp field access. Field access là ví dụ như là m.a thì tức nghĩa là biến m nó chấm, nó lấy cái thành phần a trong cái biến m đó thôi, được không? Rồi m đó được phải được khai báo cái kiểu lớp, đúng chưa? Thì cái đó là field access. Và bây giờ bài này nó chỉ yêu cầu nó bắt hai lỗi thôi. Một là lỗi redeclare field, hai là lỗi redeclare method trong cùng một cái class. Trong cùng một cái class nha. Ví dụ khai báo class x, đúng chưa? Ở đây ta ví dụ là khai báo class x. Trong khai báo class x đó nó có khai báo biến khai báo redeclare a, tức là một cái field a. Rồi sau đó một cái method a nữa. Thì lúc này nó bắt cái lỗi gì? Redeclare method. Trong cùng một cái class thôi, còn ví dụ có một cái class y nữa thì nó vẫn khai báo lại cái tên a nó được nha. Trong cùng một cái lớp thôi. Thì nha, đây nè, field and method in a class. Trong cùng một lớp thôi. Được chưa? Đó. Như vậy thì cái bài này á nó có khác gì với cái bài kia cho nó, chẳng qua bài kia nó là redeclare variable. Thì bây giờ nó quăng cái lỗi redeclare field. Được chưa? Còn bên kia redeclare function thì qua đây quăng cái lỗi redeclare method. Đó, cách làm là giống nhau. Chỉ có điều là dưới program là cái class, còn trong cái class thì mới là môi trường cục bộ của nó. Hiểu chưa? Đó. Cái vấn đề là vậy đó. Rồi làm thử coi. Làm đi nha, bài này phải làm được nha. Phát có tích đây nha. Cái bài sao nó bại não ghê lắm á. Ngày mai là có bài mới rồi đó nha. Còn 5 buổi của tuần này là bài mới, đúng không? Bài 22 nha. Đây giữa kỳ dễ quá, điểm cao giả mạng luôn. Nên lấy cái biểu đồ phân bố á, đỉnh của biểu đồ là 7 điểm rưỡi. Như vậy thì á, mấy bạn thấy được là cái việc phát hiện á, nó chỉ là từ tính trong một cái class. Như vậy thì mỗi lần mà biến thăm cái class xong rồi á, mỗi lần biến thăm một cái class
thì có một cái môi trường mới được tạo ra. Thì giờ trước khi đi viếng thăm các member thì một môi trường mới được tạo ra. Thấy chưa? Để cái lấy cái môi trường thì đi viếng thăm các member. Thấy chưa? Thì như vậy á, thì hai thằng này là hai thằng mà là member của các lớp. Như vậy thì mỗi lần mà viếng thăm thành công xong á, thì như vậy trước chúng ta cặp nguyên cái sinh ít vô. Mặc dù bài này chúng ta cộng cái nem vô thì nó vẫn chạy đó, nhưng mà thôi chúng ta tập là quen là cặp nguyên cái sinh ít vô luôn. Được chưa? Cho nên là cái ô lúc này nó là cái gì? Nó là danh sách của các ba điện lây và phần điện lây. Vì vậy không sử dụng batterin được mà sử dụng vòng for để chạy từng cái khai báo trong đó. Lấy cái tên ra, coi cái tên nào trùng với cái tên nào với khai báo này. Được chưa? Nếu trùng thì chúng ta quăng ra cái lỗi là re điện lây fill. Còn dưới đây nếu trùng thì chúng ta quăng ra cái lỗi là re điện lây method. Được chưa? Đó. 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 Thì làm bài này thì như vậy á. Cho nên á là bài này thực ra là không cần thiết phải đi biết vòng dòng này thì nó vẫn chạy như bình thường. Được chưa? Không, dưới dòng này thì chạy như bình thường. Chứ vấn đề là chuẩn bị cho cái bài sau á. Được chưa? Và nếu mà bài này mà có yêu cầu bắt thêm cái lỗi re-declare back chẳng hạn, ví dụ khai báo back in rồi sẽ là khai báo back in rồi khai báo lại back in, đúng không? Thì rõ ràng nó đổi re-declare back. Được chưa? Thì lúc này chúng ta phải có một cơ chế gì đó để cho cái thằng business class trả về đó để cho bắt lỗi nhé. Được chưa? Bài này chẳng qua là người ta không có bắt cái lỗi re-declare class, cho nên chúng ta không có code cái lỗi re-declare class. Thì nếu mà chúng ta bắt cái lỗi re-declare class thì chúng ta phải kiểm tra trong cái ô này nó có cái class đã ra được sản phẩm chưa. Cho nên đây là một cái bài bước chuẩn bị cho cái bài tới. Được chưa? Thì khi mà viếng thăm một cái class thành công rồi á, thì thông tin của một cái class bao gồm: thứ nhất, tên của cái class. Cái thứ hai, có cái lớp cha của cái class. Và cái thứ ba là cái môi trường cục bộ của cái class đó. Nói từ điểm qua nè. Được chưa? Thì ba cái thằng đó thầy lấy, thầy gom lại. Được chưa? Thầy đặt trong một cái tiếp bộ. Không, nhưng mà thì cái tiếp bộ ba thành phần này cứ một class thì là tương ứng với một cái tiếp bộ. Được chưa? Ví dụ như là thầy có một cái class ha. Class in. Đúng chưa? Rồi ở trong đây có gì? Có một cái viên in A. Rồi có thêm một cái hàm phụ. Đó. Được chưa? Rồi có một cái class y. Được chưa? Rồi ở đây có một cái biến là in b. Được chưa? Thì khi biến thăm thằng này xong, khi biến thăm thằng này xong thì cái thằng này nó sẽ trả về cho chúng ta một cái tiếp bộ gồm ba thành phần. Thứ nhất tên class. Cái thứ hai lớp cha, không có lớp cha thì nên cái lớp cha là rộng, cái phần parent là rộng. Cái thứ hai là môi trường cục bộ. Môi trường cục bộ thì môi trường cục bộ có một cái ba điện lây và một cái phần điện lây, đúng không? Thầy biết thôi, ngắn gọn ha, là ba điện lây A, đúng không? Và phần điện lây phụ. Đó là môi trường cục bộ của cái class X. Được chưa? Class X. Được chưa? Còn đối với class Y thì nó sẽ trả ra một cái tiếp bộ gồm ba thành phần. Thứ nhất là Y, thứ hai là thắt cha không có cho nên rộng, và cuối cùng là một cái thắt môi trường cục bộ của nó thì có một cái va điện lệ B. Để biết ngắn gọn nha. Được chưa? Và hai thằng này sẽ được nối với nhau trong một cái mạng. Được chưa? Thì trước khi mà cái thằng program nó vi dịch xong hết lộn, program nó vi dịch xong hết tất cả các class, thì cái ô nó chính là một cái danh sách gồm có hai cái tiếp bộ như vậy. Hiểu không? Và nó sẽ trả ra cho cái thằng nào gọi cái vi dịch. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu không? Chỗ này hiểu không? Ngơ ngác gì ta? Ngơ ngác gì? Nhắc lại nè. Mỗi lần mà vi dịch một cái lát thành công rồi thì nó sẽ trả ra giống như trong ta một cái tiếp bộ ba thành phần. Thành phần thứ nhất là cái name, thành phần thứ hai là cái tên của parent, thành phần thứ ba là môi trường cục bộ của cái lớp đó, tức nghĩa là các thành viên, các member trong cái lớp đó. Được chưa? Cho nên chỗ này á thì đối với cái lát này thì nó trả ra cái tiếp bộ là ít nè, rồi rộng nè. Được chưa? Tại vì đâu có cha đâu, rộng. Còn cái member, các member của nó thì bao gồm là ba điện lây A nè, rồi phân điện lây phụ, viết ngắn gọn. Còn thằng này nó trả ra cái gì? Y nè, rỗng nè, và ba điện lây B.
thì rõ ràng nó mỗi lần mình thành công xong là chị nó nối vô trong cái ô, cho nên á là sau khi business xong hết rồi thì cái ô trước khi trả về này nha, nó là một cái ô gồm có hai phần, một là cái bộ này, hai là cái bộ này, được chưa, hiểu không? Giả sử nó có ba lát, trong chương trình có ba cái lát thì nó trả ra mấy cái tiếp bộ, mấy cái tiếp bộ, ba cái tiếp bộ, đúng không? Có bốn lát thì trả ra bốn cái tiếp bộ, được chưa? Mới đã bốn lát thì trả ra bốn tiếp bộ, được chưa? Đó thì đó là ý nghĩa chỗ này, nhưng mà cái câu này là chuẩn bị cho con sao thì nhá, chuẩn bị con sao, cái câu này thì không thiết, không cần biết cái dòng này vẫn chạy bình thường à, thấy nhá, tắt tắt cái này thì nhá, rồi chúng ta qua con sao, chúng ta chuẩn bị cho con sao, sửa xong con sao rồi. Câu sao ask đây Giang, không khác gì đâu, không khác câu trước. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi thấy yêu cầu mình mắc ba cái lỗi. Một là lỗi undeclared identifier, hai là lỗi undeclared field, ba là lỗi undeclared class. Lỗi undeclared identifier thì rõ ràng rồi ha. Rất nhiều bài rồi, đâu có cần thiết đâu phải giảng lại đúng không? Lỗi là một cái biến mà nó xài mà không có được khai thác trước đó thì nha, thì là lỗi là anh điền ra identifier đúng nha, anh điền ra field là gì, anh điền ra field là gì, là chưa khai báo cái field đó đúng không, chưa khai báo cái field đó. Ví dụ như là bây giờ có một cái biến m được chưa, nó thuộc cái lớp x và lớp x thì chỉ có hai cái trường ab thôi, hai cái field ab thôi, và bây giờ nó lấy m nó chắn c đúng không, thì là cái đó là undeclared field nha. Còn undeclared class là gì, trong chương trình có hai cái class thôi là class x với class y và nó khai báo nó là class t đúng chưa, thì nó là undeclared field, được chưa, hiểu không, nó undeclared field vậy thôi à, được chưa, rồi thì ba cái lỗi đó. Và nhìn cái ví dụ của người ta ha, nhìn cái ví dụ của người ta nè, không? Thì do thì thầy phiên cái ví dụ này ra cái tiếng xe còn thầm như sao? Là cái class x đúng chưa? Class x. Trong cái class x đó thì đầu tiên là nó khai báo cái method full. Trong cái method full á thì nó khai báo một cái biến m. Kiểu nó là kiểu x, nó là kiểu này luôn nè, kiểu class x luôn á. Rồi sau đó nó m.a, rồi sau đó nó m.t nha, yeah. M.a, m.t đóng lại. Rồi sau đó nó in.a. Đó, tức nghĩa là cái class x này nè, nó có một cái method là full và một cái field là a, được chưa? Rồi, trong đây, trong cái thằng full thì nó khai báo x thuộc nó khai báo m thuộc cái kiểu là kiểu x, rồi nó m chấm a tức nghĩa là nó truy cập field access đó, nó field access đó, được chưa, id là m, còn field là field a, được chưa, còn này tương tự ha, id là m, field là field b. Theo đúng lý thuyết từ bữa giờ mà chúng ta làm á thì rõ ràng là cái field a này được khai báo sau đúng không, sau thằng full, cho nên chỗ này đáng lý ra là không có thấy, cho nên là phải bắt âm điền ra tại đây. Từ bữa giờ chúng ta làm vậy đúng không, từ bữa giờ chúng ta làm vậy do cái thằng này là nó sao mà, cho nên tôi phải vi dịch sao, mà tôi vi dịch sao như vậy á thì tôi đâu có thấy anh nè đâu, mà tôi báo là có anh như vậy tôi phải quăng cái lỗi âm điền ra fill tại đây, hiểu chưa, âm điền ra fill em. Nhưng mà mấy bạn kéo qua bên expect đi thì người ta không muốn lỗi, người ta không muốn quăng cái lỗi âm điền ra fill a, mà người ta lại quăng cái lỗi là ít điền ra phiêu b. Đó, người ta quăng cái chỗ này chứ người ta không quăng chỗ này, hiểu chưa, tức nghĩa là điều đó chứ nghĩa là gì, dù khai báo trước làm sao làm phải thấy nó, được chưa, cái đó là nhiệm vụ chúng ta phải thiết kế cái bài này như vậy đó, chúng ta phải lấy ví dụ ra, chúng ta phân tích thử coi nó như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là A thằng này khai báo trước, nhưng phải thấy cái thằng
như vậy bài làm bây giờ phải làm sao thì á rồi đâu thử suy nghĩ giải pháp rồi làm sao khai báo trước không đó nhờ sử dụng trước khai báo thì lại khai báo sao nhưng phải thấy thì nha. Chúng ta có body là gồm hai thành phần là body không là các khai báo cục bộ
3 gram là các tham số. Thì các khai báo với các tham số là tập hợp lại, đó chính là môi trường cục bộ. Đúng nha. Cho nên chỗ này nè, từ đây trở về trên là local. Là local. Còn hai thằng này là hai cái thằng field access, đúng không? Ví dụ như thằng này là field access, ID M và A. Nha, còn này là field access ID M B. Nha. Thì như vậy á, muốn kiểm tra coi M.A nó có hợp lệ hay không, hay M.B có hợp lệ hay không, đúng không? Thì nó có hai phần, mà một là phải coi M có hợp lệ hay không, rồi sau đó mới kiểm tra coi M.A có hợp lệ hay không, đúng không? M giờ nó không khai báo M gì hết, tự nhiên vô M.A làm sao được, đúng không? Mà M thì chỉ được khai báo trong local thôi, đúng không? Chứ đâu có chỗ nào nữa. M là biến mà, khai báo trong local thôi, được chưa? Khai báo trong local. Cho nên chỗ này á, thì khi thầy visit các inspection á, trong body 1 á, body 0 là môi trường này, body 1 mới là sử dụng. Thì khi visit từng cái inspection trong body 1 á, thì cái chỗ mà thầy truyền nhà á, thầy lại là truyền nhà một cái tiếp 1, được chưa? Nó gồm có hai thành phần, một là local, tức là thông tin cục bộ của cái hàm đó, được nha, thông tin cục bộ của cái hàm đó. Cái O tức là thông tin sơ bộ của tất cả các lớp trong chương trình, đúng nha. Tại vì chúng còn dò nữa mà, được nha. Đó là phải truyền hai thằng này đi, chứ chỉ có truyền local đi cũng không có tác dụng gì, mà cứ truyền O đi thì làm sao có M, hiểu không? M nó khai báo trong môi trường local mà, hiểu chưa? Đó, cho nên chỗ này phải truyền tạo thành một cái tiếp bộ để truyền đi, được nha. Đó, tạo thành một tiếp bộ để truyền đi. Nó gồm có hai thành phần nha. Thành phần thứ nhất là cái local, đó là môi trường cục bộ để tra coi M có hợp lệ hay không. Cái thứ hai là nếu tra M có hợp lệ rồi, thì lúc đó chúng ta mới, lúc đó mà khi mà tra ra M hợp lệ rồi thì nó sẽ trả về cho chúng ta là M là thuộc kiểu ít, thì chúng ta mới đi lục coi trong kiểu ít có A không, hiểu không? Chúng ta đi lên lục trong cái kiểu ít có A không, thì cái kiểu thông tin của kiểu ít đó thì nó nằm ở trong cái ô sơ bộ, nó cái ô sơ bộ, nó thông tin về cái class ít này thì nó nằm ở trong cái thằng sơ bộ này nè, được chưa? Cho nên phải truyền cả hai thằng đi là vì vậy đó, hiểu không? Được chưa? Rồi, không chuẩn bị đọc nhảo rồi nha, mệt mỏi nha, mệt lắm nha, lớp này lớp cuối cùng này. Để giảng cho nó mượt mà nha. Rồi, bây giờ cái field access như thầy đã nói rồi, nó gồm có hai thứ. Một là cái ID, ví dụ trong đây là M. Và cái thứ lần thứ hai đó là cái field, được chưa? Cái ID M này nè là cái ESD á. Còn cái field của nó là cái string, được chưa? Cái A, được chưa? Thì thằng này là một inspection, cho nên là phải sao? Phải đi dịch thôi, chứ không còn cách nào nữa chứ, đúng không? Đâu biết nó là gì đâu. Thì giờ phải đi dịch thôi, xem chấm đi dịch cái cuộc này. Đâu biết chưa? Thì giả sử với M.A, thì giờ thì nó là M, thì giờ mà đã nói là một cái inspection này, thì đã nói là một inspection thì phải trả ra cái kiểu tương ứng. Nãy là đã quy định, nó thống nhất với nhau rồi, cứ inspection là phải trả ra kiểu. Thì M là kiểu mắt thay, thấy chưa? M là kiểu mắt thay, cho nên là nó phải là cái trả về mắt thay ít, thấy chưa? Đây này M là kiểu mắt thay, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ như vậy á, thì khi mà thằng này nó tra á, thì tức nghĩa là thực tế là nó gọi lên cái lớp là visit ID, thấy chưa? Nó gọi visit ID, bởi vì cái thằng này chính là một ID mà M là một ID mà, đúng không? Cho nên nó gọi ra, cho nên là chúng ta lên trên đây chúng ta coi cái visit M này chút xíu. Thì bây giờ phải tra coi M này nó đã có từng khai báo chưa ở trong môi trường cục bộ, đúng không? Trong môi trường cục bộ. Mà như đã nói nãy, truyền cái tiếp bộ hai thành phần, thì cái thành phần cục bộ là nó nằm ở vị trí không, còn cái thành phần mà sơ bộ á, các lát sơ bộ á, thì nó nằm ở vị trí
1, đúng nha. Cho nên chỗ này thầy mới đi tìm coi ở trong ô không có cái khai báo nào mà có cái tên trùng với cái ID hay không, được chưa? Nếu có thì sao? Trả về cái kiểu tương ứng, thấy chưa? Trả về cái kiểu tương ứng. Còn nếu mà không có thì raise cái lỗi là undeclared identifier, tức nghĩa là trong khai báo không hề có cái biến tên đó, được chưa? Ví dụ đây nó ghi là p chấm a là thấy thua đó, là nó là cái lỗi undeclared identifier, được chưa? Không có cái biến tên, được chưa? Đó, tới tới đây hiểu không? Tới đây hiểu không? Tới đây vẫn còn hiểu đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị cho tinh thần nè, tinh thần thép. Rồi bây giờ cái thằng này nó trả về cái class 2, đúng chưa? Nó trả về cái class 2. Bây giờ mấy bạn tưởng tượng đi, bây giờ m.a mà khi vision cái phần m xong rồi nó không trả về cái class 2 thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ ví dụ nó trả về int 2, đúng không? Thì có chấm a được không? Không. Bây giờ 1.a làm sao được, 2.a làm sao được, nó trả về class 2 được không? Không luôn, đúng chưa? Cho nên chỗ này bắt buộc cái kiểu nó trả về phải là class 2 thì nó mới đi chấp người ta được, hiểu chưa? Cho nên chỗ này phải kiểm tra là nếu cái thai này phải là class 2 thì tôi mới làm tiếp, còn không là tôi ray lên cái lỗi là time mismatch, hiểu chưa? Đó, kết hợp với bài sau nó ray lên cái lỗi time mismatch, được chưa? Đó, thì cái chỗ này nó phải là class 2 nha, thì class 2 nó mới đi tiếp. Rồi bây giờ nếu nó là class 2 rồi thì bây giờ phải làm cái gì? Nó được khai báo là if và sau đó nó chấm a. Như vậy thì chưa chắc rằng nó được khai báo là if là đúng đâu. Nhiều khi nó khai báo y thì sao? Hiểu không? Mà trong cái lớp thì tôi đâu có cái lớp y đâu. Mà ông khai báo y tức nghĩa là undeclared class. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Undeclared class. Hiểu chưa? Như vậy á thì chúng ta phải hiểu được rằng á, chúng ta phải hiểu được là nếu mà cái class 2 của nó mà không có tồn tại trong thông tin sơ bộ á thì cái class đó là bậy, đúng không? Cái class đó là bậy. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải đi kiểm tra coi cái class x này nó có tồn tại hay không, hiểu chưa? Rồi nếu mà nó đã tồn tại rồi thì phải kiểm tra coi là trong x có a hay không, hiểu không? Hiểu chưa? Được chưa? Mà thông tin sơ bộ thì nằm trong ô 1, thông tin local thì nằm trong ô 0, chứ thông tin sơ bộ thì nằm trong ô 1. Thông tin sơ bộ của tất cả các class á, nó nằm ở trong ô 1. Cho nên thầy mới biết ở đây cái chú thích là lúc cấp trong cái ô 1 này nè, liệu là nó có cái lớp x và nó có cái gì x ở trong A hay không? Được chưa? A trong x hay không? Được chưa? Rồi bây giờ việc đầu tiên nè, cái đoạn này là cái đoạn đi tìm con có class x hay không, được chưa? Rồi nếu mà tìm có thì cái thông tin của class x sẽ lưu vào trong cái biến tên là type info, và cái kết hợp file này là một cái cờ lệnh để phát hiện ra là nó có tìm thấy hay không. Thì toàn bộ cái thông tin về các class thì nằm trong ô 1. Ô 1 là danh sách của các tuple, mỗi tuple đại diện cho một cái class, đúng chưa? Cho nên rằng là chúng ta sẽ đi qua từng cái tuple trong ô 1, chúng ta mới lấy tên của cái kiểu này ra, không tên của cái lớp đó ra, thai chấm nền, tại vì cái thai phải trả về class 2 mà ít mà, được chưa? Ít chấm nền là lấy được cái tên ít ra, coi có cái tuple nào mà cái thành phần số không tức nghĩa là tên lớp có cái thành phần nào trùng với cái tên của cái lớp mà được khai báo hay không. Nếu có thì lấy cái thông tin của cái thằng đó lưu vô type info, bởi vì nãy chúng ta đã nói là cái biến này dùng để lưu thông tin sau khi nó tìm thấy, được chưa? Ngược lại, và thứ hai là chúng ta sẽ bật cái cờ lệnh file này lên là trùng, được chưa? Bật cái cờ lệnh file này lên là trùng, chúng ta crack đi. Tại sao chúng ta không return? Chỗ này chúng ta return được, nhưng vấn đề rằng là chúng ta còn kiểm tra là a có được biết hay không nữa mà, đúng không? Cho nên chỗ này chưa return được, cho nên không thể chơi cái trò return giữ chừng, đúng không? Chúng phải bật cờ lệnh, phải dùng cái kỹ thuật là làm cờ lệnh là vậy, được chưa? Đó, thì sau khi đã tìm thấy xong rồi, ví dụ trong trường hợp này nó lên tên list, đúng không? Nó bay vô đây, nó gặp thằng này, được chưa? À, thằng này tên list, ok, đúng, thấy rồi, cầm
nguyên cái cục này lưu vô trong hai info, được chưa? Bật cái cờ lệnh lên thành trung, được chưa? Rồi và dừng, tìm thấy rồi đi tìm chi nữa, được chưa? Rồi sau đó thì nếu mà không vẫn không tìm thấy, tức nghĩa là cái cờ lệnh này vẫn là phone á, thì tức nghĩa là lỗi tắt đi lát lát thì khai báo gì tào lao rồi, nó có cái tắt tên đó, được chưa? Không có tắt tên tên như vậy, được chưa? Rồi tiếp tiếp rồi coi như là cái chuyện tiền ít là xong, tiền không có cái lắc ít có chưa là xong, hiểu không? Rồi tiếp tục thì cái type info này là lưu thông tin của cái lắc đó. Bây giờ chúng ta phải tìm trong cái lắc đó đó nó có cái thằng A hay không, được chưa? Toàn bộ member thì được lưu ở trong cái tiếp một này, nhưng mà ở thành phần số 2 có 1, 2 đúng không? Không là tên, một là cha, hai là các member, được chưa? Thì thầy mới đi từng cái member ở trong này, được chưa? Từng cái member ở trong cái thành phần số 2 này, được chưa? Coi coi có cái field nào, cái field chúng ta đi chưa gặp đó, tức là cái field ai chúng ta chưa gặp nè, coi có cái field nào mà trùng với cái tên của member hay không, được chưa? Nếu có thì sao? Nếu có thì dừng lại và trả ra cái kiểu tương ứng, được chưa? Trả ra cái kiểu tương ứng, được chưa? Còn nếu mà đi hết không có cái member nào trùng tên hết, không có member nào trùng tên hết, tức là bị lỗi anh điền ra view, không có member nào trùng tên hết, tức nghĩa là vẫn có cái lắc ít, nhưng trong cái lắc ít đó không hề có cái tên B, đúng không? Đâu có đâu, mà chỉ có full, chỉ có A thôi, không có tên B, cho nên chỗ này bị lỗi anh điền ra view. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Đó, đổ bộ học chưa? Được chưa? Là xong bài này nha. Nhưng mà hãy nhớ rằng bài này không, trong đề bài nó một có một cái giả định. Trên đề bài nó có giả định assume là cái gì? Mọi cái class đều được khởi tạo là cái empty parent, tức là không có cái parent, hiểu không? Được chưa? Qua cái bài số 3 là nó xóa được cái câu đó. Nhiệm vụ các bạn phải làm. Như vậy thì nếu trong trường hợp có parent thì chuyện gì sẽ xảy ra? Giả sử nha, thằng X được thừa kế từ thằng Y, thằng Y được thừa kế từ thằng Z, thằng Z được thừa kế từ thằng T. Thì bây giờ cái B mà tìm trong X không có thì nhiều khi nó được thừa kế từ cha là sao? Quẹ ra cha kém tôi có, được chưa? Quẹ ra Y kiếm tôi có. Nếu Y không có thì sao? Quẹ ra Z tôi kiếm có. Nhiều khi nó được thừa kế từ ông nội, được chưa? À, nếu không có nữa thì quay ra T là ông cố đó tôi có, được chưa? Thì ông cố này không có thừa kế từ ai hết, cho nên mới nếu không thấy nữa thì mới quăng ra cái lỗi là anh điền lên view, được chưa? Như vậy thì cái bài sau mới là cái bài cuối cùng, mới là chùm cuối, và tự làm đi nha. Và lý do tại sao thầy vẫn dạy cái bài này mặc dù bài tập lớn không có ôn B, tại sao? Tại trong bài tập lớn nó có cái inherent đó nhớ không? Nó có inherent. Thực ra là nói là không OB, nhưng mà tại thì thầy đạo diễn cho thành OB rồi, được chưa? Nhìn nó không OB chứ thực ra bài nó là OB, được chưa? Cho nên bắt buộc phải dạy cái này, nhớ chưa? Đó, bắt buộc phải dạy cái bài bộ nguyên cốt này, được chưa? Thầy sẽ sửa cái bài đó trong tuần sau và thầy sẽ up cái solution của cái bài 3 cho mấy bạn, được chưa? Rồi thôi, hôm nay nghỉ tại đây ha. Thầy em coi solution của cái bài NEM 1 với bài NEM 2 được không thầy? NEM 1, NEM 2 là cái bài tối về thì up hết luôn cho nha. Thầy up lên video thầy. Cái bài gì? Cái bài solution, cái bài NEM, NEM in OB bài 1, bài 2 thầy. Nãy giờ không thấy hả? Nãy giờ chưa chiếu hả? À dạ, như chưa thấy hả? Thôi tối về thì up luôn cho. Up lên video hả thầy? Dạ. Nhớ có gì nhắc thầy. Dạ dạ, em nhắc thầy.